Xin chào. Yo. Chúng tôi là nhóm Double Wish. Yeah, xin chào. Chúng tôi đã học tiếng Việt rồi, nhưng mà tiếng Việt rất rất khó lắm. Đặc biệt là phát âm tiếng Việt rất khó. Ví dụ là Ô. Đặc biệt là bên Nhật Bản là cái này. Tiếp theo là Ô. Bên Nhật Bản là cái này. Ô. Tiếp theo là nhưng bên Nhật Bản là cái này. Ô. Bên Việt Nam có rất nhiều loại phát âm. Nhiều quá. Bên nhà chúng tôi là cũng nhiều nè, nhiều quá. Một loại thôi nhá. Tất cả giống nhau. Nếu ô này cái này, nếu ơ này cái này, là tất cả giống nhau. Một loại thôi nhá. Đối với người Nhật khó nhất là nhưng mà xin sư kê tìm ra các phát âm chữ ô đó nhá. Thế nào? Đúng không? Làm như này. Chính xác. Đúng rồi. Không nổi rồi. Không được.